trước tình trạng nhiều bến bãi tập kết cát, vật liệu xây dựng, trạm trộn bê tông, xe quá tải hoạt động gây ảnh hưởng an toàn đê điều và hành lang thoát lũ mùa mưa bão. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thị xã Quế Võ đã ra văn bản yêu cầu đóng cửa toàn bộ các bến bãi tập kết, các trạm trộn bê tông trên địa bàn đến hết tháng 10 năm 2023. Dọc sông Đuống, đoạn qua địa phận phường Bồng Lai, toàn bộ dốc trên đê của các bến bãi đều được rào chắn cố định như thế này. Đây là một trong các giải pháp được phường Bồng Lai đưa ra nhằm kiểm soát các phương tiện vận chuyển vật liệu, xe bê tông ra vào khu vực bến bãi trong mùa mưa bão. Mặc dù có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, tuy nhiên 100% chủ bến bãi đều chấp hành nghiêm chỉnh. Khoảng một tháng nay thì các bến bãi thì là các ủy ban xã là cho đóng barrier cứng kín vào cho là nội bất xuất, ngoại bất nhập, cho nên các xe gần như là tuyệt đối dừng lại, không hoạt động một chút nào cả. Chả cả xe công lông bé cũng không hoạt động. Phường Bồng Lai, điểm nóng không chỉ thường xuyên có những vi phạm trong công tác tập kết cát sỏi bến bãi lòng sông. Đặc biệt, địa phương này còn tồn tại hai trạm trộn bê tông thương phẩm không phép. Thực hiện chủ trương của tỉnh về việc tạm dừng hoạt động trong mùa mưa bão, địa phương đã tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở đối với chủ bến bãi, lắp đặt hệ thống barrier tại các điểm nóng ra vào bãi tập kết, đồng thời thành lập tổ bảo vệ nhằm kiểm soát các phương tiện vận chuyển vật liệu, xe bê tông ra vào khu vực bến bãi. Lúc đầu lập chốt ấy, thì cũng có một số chủ bãi là cũng có ý kiến là đề nghị là cho đường mòn lối nhỏ để tạo về vấn đề điều kiện anh em công nhân sinh hoạt. Nhưng mà khi được chính quyền cũng như là anh em chốt trực ở đây tuyên truyền nhắc nhở thì bản thân các cái chủ bãi cũng tôn trọng và thực thi đúng những cái nội quy của địa phương này ra. Ủy ban phường Bồng Lai đã tiến hành lập 4 cái chốt barrier và giao cho lực lượng công an phường và ban bảo vệ dân phố là thường xuyên thường trực bảo vệ, là tuyệt đối là không cho các vận chuyển cát sỏi trong cái thời gian theo quy định của các cấp. Và nếu mà xảy ra các trường hợp nào cố tình mà vận chuyển thì lực lượng ban bảo vệ dân phố và công an phường sẽ lập biên bản, sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Quế Võ hiện có 26 bến bãi tập kết kinh doanh vật liệu xây dựng và 7 trạm trộn hoạt động. Trước thực trạng các bến bãi lén lút hoạt động trong mùa mưa bão, gây ảnh hưởng đến hệ thống đê điều và hành lang thoát lũ, ngày 17 tháng 7 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thị xã Quế Võ đã ban hành văn bản yêu cầu đóng cửa toàn bộ các bến bãi tập kết, các trạm trộn bê tông trên địa bàn đến hết tháng 10 năm 2023. Đến nay, toàn bộ các bến bãi và trạm trộn đã dừng hoạt động. Ủy ban Nhân dân thị xã, chúng tôi đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã phường trên địa bàn và các chủ bến bãi là thực hiện cái việc là đóng cửa các bến bãi, các trạm trộn bê tông cho yêu cầu dừng hoạt động. Và Ủy ban Nhân dân thị xã cũng đã thành lập hai đoàn đi kiểm tra cái việc thực hiện của các chủ bến bãi cũng như các trạm trộn bê tông trên địa bàn. Thì đến thời điểm hiện nay thì tất cả các bến bãi đều đã được đóng cửa theo đúng cái chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thị xã. Và trong những cái thời gian tới thì chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo tăng cường cái công tác kiểm tra việc thực hiện của các địa phương đơn vị. Và khi có những các vi phạm xảy ra thì chúng tôi sẽ xử lý theo đúng cái quy định. Những giải pháp đưa ra cho thấy quyết tâm của địa phương trong việc chấn chỉnh, xử lý triệt để các vi phạm liên quan đến pháp lệnh đê điều, phòng chống lụt bão, cũng như các vấn đề nhức nhối kéo dài tại địa phương như trạm trộn bê tông, xe quá tải.